thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh có nhận đơn cớ mất và hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 169, diện tích 1 0002 m2, tọa lạc tại ấp Phước Hưng, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số VB09846 do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp ngày 10 tháng 7 năm 2023 cho bà Nguyễn Thị Nhung, hiện ngụ thôn 2 xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻn, tỉnh Lâm Đồng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban Nhân dân xã Phước Vinh sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Nhung theo quy định của pháp luật.